Top 10 resort Đà Lạt thơ mộng cho kỳ nghỉ lý tưởng. Du khách nên chọn resort Đà Lạt nào để trải nghiệm cho kỳ nghỉ lý tưởng như mơ của mình, thì tại đây có rất nhiều khu nghỉ dưỡng. Tico Travel sẽ giúp bạn tìm câu trả lời với 10 gợi ý tốt nhất ngay sau đây. Đà Lạt Wonder Resort. Đà Lạt Wonder Resort nằm ngay bên cạnh Hồ Tuyền Lâm, mang đến cho du khách một khung cảnh trữ tình giữa thiên nhiên xinh đẹp. Nghỉ dưỡng tại đây, bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ, không còn ồn ào khói bụi của thành phố tấp nập. Khu nghỉ dưỡng có đến 19 căn villa và 45 phòng khách sạn, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp. Mỗi đường nét đều thể hiện được vẻ đẹp tinh tế trong từng chi tiết. Mỗi chi tiết đều được trau chuốt cẩn thận để tạo thành một khối kiệt tác kiến trúc hoàn mỹ, trở thành mảnh ghép hoàn hảo bên cạnh Hồ Tuyền Lâm xinh đẹp. Bình An Village Đà Lạt. Bình An Village là một trong những resort Đà Lạt nằm trong top đầu được yêu thích nhất. Vị trí của khu nghỉ dưỡng chỉ cách Hồ Tuyền Lâm khoảng 8 km. Nhìn từ xa, Bình An Village cũng đủ làm cho du khách gục ngã nhờ vẻ đẹp thơ mộng tựa như những câu chuyện cổ tích. Kiến trúc khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách Pháp cổ điển. Mỗi căn biệt thự đều có khu vườn rộng lớn, tiểu cảnh sắp xếp gọn gàng, mang đến cảm giác ấm cúng cho du khách ngay trong lần đầu nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng tại Bình An Village, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều dịch vụ tiện ích chất lượng như hệ thống nhà hàng ẩm thực sang trọng, lớp học yoga, lớp học thái cực quyền, v.v. Đà Lạt Eden Sea Lake Resort and Spa. Đà Lạt Eden Sea Lake Resort and Spa được thiết kế như một ngôi làng châu Âu với những biệt thự sang trọng nằm trải dọc theo bờ hồ Tuyền Lâm. Đây là điểm đến lý tưởng để bạn lựa chọn cho chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, tạm trốn khỏi những ồn ào xô bồ của thành phố. Càng đến gần với Đà Lạt Eden Sea, bạn càng cảm nhận được vẻ đẹp kiều diễm của khu nghỉ dưỡng. Thiên nhiên và kiến trúc hòa hợp tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt hảo dưới sự sáng tạo và đôi bàn tay tài ba của con người. Khắp mọi nơi trong khu nghỉ dưỡng đều tràn ngập ánh sáng và phảng phất hương thơm của nhựa thông. Khu nghỉ dưỡng có đến 112 phòng nghỉ và khu biệt thự riêng với phong cách kiến trúc thanh lịch hiện đại. Phòng nghỉ có ban công, tầm nhìn thoáng để bạn thoải mái tận hưởng bức tranh thiên nhiên xinh đẹp của thành phố ngàn hoa. Anna Mandara Villa Đà Lạt Resort and Spa từng xuất hiện trong MV PS I Love You của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Anna Mandara Villa Đà Lạt Resort and Spa đã làm sao xuyến biết bao trái tim của du khách. Khu nghỉ dưỡng mang vẻ đẹp đặc trưng đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cổ đầy tinh tế, lãng mạn và cả cảm xúc. Ẩn giữa những dạng thông và chỉ cách trung tâm thành phố 10 phút lái xe, khu nghỉ dưỡng bao gồm 17 tòa biệt thự trang nhã tọa lạc, được lấy cảm hứng từ thời Pháp cổ. Anna Villa Đà Lạt Resort and Spa thu hút nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp vintage, cổ kính của nước Pháp trong những năm 1920-1930. Những căn biệt thự màu vàng nổi bật lên giữa rừng thông bạt ngàn, kết hợp với những khu vườn sắc màu hoa lá. Soreja Hotel and Resort Đà Lạt. Nếu bạn muốn tìm khu resort Đà Lạt sang chảnh bên cạnh Hồ Tuyền Lâm, thì có thể cân nhắc Soreja Hotel and Resort Đà Lạt. Khu nghỉ dưỡng nằm sát hồ, xung quanh có cảnh quan thơ mộng, trữ tình, rừng thông bao la bao bọc xung quanh. Kiến trúc của khu nghỉ dưỡng cũng là một trong những điểm thu hút du khách với phong cách thiết kế hiện đại. Hệ thống phòng nghỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi, nội thất sang trọng. Hiện tại, khu nghỉ dưỡng có đến 135 căn phòng với nhiều view khác nhau để bạn lựa chọn theo sở thích cá nhân. Ngoài ra, Soleja Hotel and Resort Đà Lạt cũng cung cấp các dịch vụ tiện ích đạt tiêu chuẩn 4 sao như nhà hàng ẩm thực, quầy bar, phòng hội họp và tổ chức sự kiện, phòng gym v.v. đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho bạn. Ti Resort Bảo Lộc. Xa rời khu vực trung tâm ồn ào, chúng ta hãy cùng Tico Travel đến với một nốt nhạc dịu dàng giữa bản trường ca hùng vĩ của núi rừng, Ti Resort Bảo Lộc, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Nét mình dưới những ngọn thác hùng vĩ, Ti Resort Bảo Lộc như một thiên đường thu nhỏ, nơi thời gian như trôi chậm lại phía sau cánh cửa của khu nghỉ dưỡng. Mở ra trước mắt du khách là những khu nhà được thiết kế trang nhã, hòa hợp với không gian thiên nhiên xung quanh. Một bức tranh tuyệt đẹp giữa kiến trúc, thiết kế của con người và sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Phong cách kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được xây dựng khá đơn giản, sử dụng vật liệu tự nhiên để tạo cảm giác mộc mạc, thư thái. Các phòng nghỉ đều có vị trí biệt lập để tạo sự riêng tư cho các du khách. Mỗi phòng có diện tích rộng, thiết kế đơn giản tinh tế và có đủ tiện nghi để bạn sinh hoạt khép kín. Dịch vụ của Ti Resort Bảo Lộc khá đa dạng, đáp ứng tốt yêu cầu cho các du khách. Bạn có thể bơi lội ở hồ bơi 4 mùa, tổ chức tiệc BBQ ngoài trời, đạp xe đạp xung quanh khu nghỉ dưỡng hay chụp ảnh check-in thoải mái ở các khu vườn xung quanh khu nghỉ dưỡng. Đà Lạt Kadasa Resort. Du khách muốn nghỉ ngơi trong không gian xanh mát,
bình yên, không ồn ào thì hãy đến với Kadasa Resort Đà Lạt. Tổng thể, khu nghỉ dưỡng bao gồm những căn biệt thự sang trọng, tráng lệ, theo phong cách kiến trúc Pháp cổ kính. Càng đi sâu vào bên trong, sẽ khám phá thêm nhiều điều bất ngờ và thú vị. Đà Lạt Kadasa Resort có hệ thống 65 phòng nghỉ của khu nghỉ dưỡng. Mỗi căn phòng đều được đáp ứng theo tiêu chuẩn 4 sao, diện tích phòng rộng lớn, thoáng đãng, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trú của du khách lẻ, các cặp đôi và cả du khách đoàn. Khu nghỉ dưỡng cung cấp dịch vụ tiện ích đa dạng từ cơ bản đến cao cấp để du khách có những trải nghiệm tốt nhất. Không chỉ vậy, với sự nhiệt tình của nhân viên và chủ resort Đà Lạt, bạn sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp khi tới Kadasa. Kim Ngân Hill Eco Resort. Với mục đích mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên nhất và chú trọng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Đà Lạt, Kim Ngân Hill được xây dựng là một khu du lịch sinh thái cách trung tâm thành phố Đà Lạt chưa đầy 20 phút di chuyển. Kim Ngân Hill Eco Resort gồm nhiều căn villa và các căn bungalow được trang bị nội thất cao cấp theo lối kiến trúc châu Âu với các chất liệu tự nhiên cùng gam màu dịu nhẹ, mang đến không gian ấm áp và thoải mái. Dọc theo triền đồi, mỗi căn đều có hướng nhìn ra rừng thông, săn mây sáng sớm ngay tại giường. Kim Ngân Hill Eco Resort sẽ là trải nghiệm nghỉ dưỡng lý tưởng nhất đối với các gia đình có trẻ nhỏ. Resort sở hữu khu vườn thú cưng thiên nhiên với vô số các loại thú cưng đáng yêu đến từ nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, khuôn viên resort cũng rộng rãi và thoáng đãng, phù hợp cho những buổi team building hay dã ngoại picnic. Orion Boutique Resort. Orion Boutique Resort Đà Lạt để lại điểm nhấn với các du khách qua những căn bungalow màu trắng nổi bật giữa vườn hoa đa sắc và thảm cỏ xanh. Mỗi căn biệt thự của khách sạn đều có view nhìn về phía sân vườn và đồi thông. Không gian riêng tư để bạn có thể thư giãn thoải mái mà không sợ bị ai khác làm phiền. Nội thất của khu nghỉ dưỡng được bày trí đơn giản, tinh tế và hài hòa với kiến trúc tổng thể. Chất liệu gỗ được sử dụng rất nhiều trong các căn biệt thự để tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi. Dịch vụ và các tiện ích của resort Đà Lạt đa dạng, phong phú để du khách trải nghiệm. Mọi thứ hoàn hảo nhất đều đã sẵn sàng chào đón du khách. Vậy bạn còn chần chờ điều gì mà không lên kế hoạch tới ngay Orion Boutique thôi nào? Mộng mơ Resort Đà Lạt. Mộng mơ Resort Đà Lạt là gợi ý cuối cùng trong danh sách hôm nay mà du khách tham khảo. Với vị trí biệt lập trên đồi, khu nghỉ dưỡng mang đến bầu không khí trong lành để du khách có thể trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất. Về kiến trúc, khu nghỉ dưỡng tái hiện lại thành phố Đà Lạt với phiên bản thu nhỏ, khu vườn trồng rất nhiều cây xanh, đồi hoa đa dạng sắc màu. Không chỉ vậy, các ngôi nhà có mái ngói đỏ được bố trí đan xen để làm điểm nhấn, tạo cảm giác dễ chịu và ấm áp. Không khí trong lành, không gian đậm chất thơ, rộng lớn. Khác hẳn với thành phố đông đúc mà bạn sống, nơi đây vô cùng mát mẻ và thoải mái. Các căn bungalow đều có diện tích rộng, tầm nhìn thoáng và có vị trí tách biệt trên đồi thông. Nội thất bố trí khoa học, chỉn chu để đáp ứng các tiêu chí của du khách khó tính nhất. Dịch vụ và các tiện ích của khu nghỉ dưỡng được trang bị đa dạng. Bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào để chuyến đi tới Đà Lạt thêm phần đáng nhớ và có nhiều kỷ niệm đẹp hơn. 10 resort Đà Lạt tốt nhất, được yêu thích nhất mà Tico Travel vừa chia sẻ đều là những nơi tuyệt vời để bạn thực hiện kỳ nghỉ lý tưởng của mình. Vậy còn chần chờ điều gì mà không xách ba lô lên và đến trải nghiệm ngay thôi nào? Đừng quên nhấn like video này và subscribe kênh để xem thêm nhiều video hữu ích hơn nhé!